Chào mừng quý vị và các bạn đến với sân vận động Sport Club theo dõi trận đấu trong khuôn khổ online CVC trận đấu thứ 14 năm 2015 diễn ra giữa hai đội Sport Club và đội đầu Vinh. Đội Sport Club đang sân trung tâm phục áo trắng quần trắng tất trắng. Đội đầu Vinh đang sân trung tâm phục áo xanh quần xanh tất đỏ. Đội đầu tàu thực hiện trận đấu gồm có trọng tài thứ nhất Nguyễn Thành Đức, trọng tài thứ hai Lê Tuấn Kiệt. Chụp dần chứ. Đập lại cái ra biển. Trai đây.
Oh!
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
Đứng lên, đứng lên, nhanh lên.
Đánh luôn. Rồi. Bắt luôn.
Đứng lại sau đó quá, chặt đi lên. Đứng lại sau đó quá, chặt đi lên.